Thầy chào các em. Thầy tên là Lê Bá Ngoạn, giáo viên trường tiểu học A Vọng Đông. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp môn toán lớp 2 bộ sách Trân trời sáng tạo bảng cộng tiết 3. Trước khi vào bài học, thầy cho các em chơi một trò chơi. Các em có thích không nào? Trò chơi có tên Doraemon câu cá. Luật chơi như sau. Các em sẽ trả lời hai câu hỏi. Mỗi câu hỏi có hai đáp án A và B. Nhiệm vụ các em là chọn đáp án chính xác nhất. Khi các em chọn đáp án đúng sẽ giúp Doraemon đem cá được về nhà. Các em đã nắm rõ luật chơi chưa nào? Bây giờ thầy mời các em bắt đầu chơi trò chơi nhé. Câu 1. 7 cộng 8 bằng bao nhiêu? A. 15 B. 51. Trò chơi bắt đầu. Hết giờ. Ta có 7 cộng 8 bằng 7 cộng 3 cộng 5 bằng 15. Vậy đáp án chính xác là A. 15. Giỏi quá. Câu 2. 15 trừ 8 bằng bao nhiêu? A. 7 B. 8. Trò chơi bắt đầu. Hết giờ. Ta có 7 cộng 8 bằng 15, do đó 15 trừ 8 bằng 7. Vậy đáp án chính xác là A. 7. Giỏi quá. Thầy chúc mừng các em. Nhờ các em mà Doraemon đã đem cá về nhà được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung bài học hôm nay. Bài học này sẽ giúp các em hệ thống hóa các phép cộng hoa qua 10 trong phạm vi 20 và vận dụng bảng cộng để làm bài tập. Bây giờ các em sẽ mở sách giáo khoa trang 48-49 để bắt đầu bài học nhé. Bài 6. Thay bọ đùa bằng số thích hợp trong hình tròn. Nhiệm vụ của chúng ta là chọn số trong hình tròn bên phải 1, 2, 3 để thay số mà bọ rùa đã che khuất cho thích hợp. 7 cộng bọ rùa bé hơn 7 cộng 2 và 9 cộng bọ rùa lớn hơn 8 cộng 3. Các em hãy bấm dừng video để làm bài tập. Khi nào làm xong sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã làm xong rồi đúng không? Bây giờ thầy cùng các em sửa bài. 7 cộng bọ rùa bé hơn 7 cộng 2. Để có tổng 7 cộng bọ rùa bé hơn tổng 7 cộng 2 thì bọ rùa phải che số bé hơn 2 nên ta chọn số 1. Tiếp theo. 9 cộng bọ rùa lớn hơn 8 cộng 3. Ta có vế phải 8 cộng 3 bằng 11. Vậy để có tổng vế trái 9 cộng bọ rùa lớn hơn 11 thì bọ rùa phải che số lớn hơn 2 nên ta chọn số 3. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Thầy chúc mừng những em đã có đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 7. Bài 7. Đổi chỗ hai tấm bìa
để các tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Các tấm bìa lần lượt có các tổng là 9 cộng 7, 9 cộng 6, 9 cộng 5, 9 cộng 8. Nhiệm vụ chúng ta ở bài tập này là tính tổng của từng tấm bìa để sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Lưu ý, chỉ đổi chỗ hai tấm bìa có tổng chưa phù hợp thôi nhé. Các em hãy bấm dừng video để làm bài tập. Khi nào làm xong sẽ bấm tiếp theo. Có lẽ các em đã làm xong rồi đúng không? Bây giờ thầy cùng các em sửa bài. Ta thấy tổng của các tấm bìa đều có số hạng thứ nhất là 9, cho nên tấm bìa nào có số hạng thứ hai bé thì có tổng bé. Và ngược lại, nếu tấm bìa nào có số hạng thứ hai lớn thì có tổng lớn. Do đó, các tấm bìa có tổng được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 1, 9 cộng 5, 2, 9 cộng 6, 3, 9 cộng 7, 4, 9 cộng 8. Như vậy, ta đã đổi chỗ được hai tấm bìa có tổng là 9 cộng 5 và 9 cộng 6, đúng theo yêu cầu bài tập. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Thầy chúc mừng những em có kết quả đúng nhất. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 8. Bài 8. Thuyền nào đậu sai bến? Bến gọi tắt của bến tàu, bến thuyền. Câu A. Bến số 13 gồm các thuyền. Thuyền A có tổng là 8 cộng 5. Thuyền B có tổng là 6 cộng 7. Thuyền C có tổng là 8 cộng 6. Thuyền D có tổng là 4 cộng 9. Câu B. Bến số 14 gồm các thuyền. Thuyền E có tổng là 6 cộng 8. Thuyền D có tổng là 7 cộng 7. Thuyền H có tổng là 5 cộng 9. Thuyền Y có tổng là 5 cộng 8. Nhiệm vụ của chúng ta ở bài tập này là tính tổng của thuyền nào không đúng với số bến của mình là đậu sai bến. Các em hãy bấm dừng video để làm bài tập. Khi nào làm xong sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã làm xong rồi đúng không? Bây giờ thầy cùng các em sửa bài. Câu A. Bến số 13. Thuyền A. 8 cộng 5 bằng 13. Đúng. Thuyền B. 6 cộng 7 bằng 13. Đúng. Thuyền C. 8 cộng 6 bằng 14. Sai. Thuyền D. 4 cộng 9 bằng 13. Đúng. Câu B. Bến số 14, thuyền E, 6 cộng 8 bằng 14, đúng. Thuyền D, 7 cộng 7 bằng 14, đúng. Thuyền H, 5 cộng 9 bằng 14, đúng. Thuyền Y, 5 cộng 8 bằng 13, sai. Vậy thuyền đậu sai ở bến số 13 là thuyền C, và thuyền đậu sai bến số 14 là thuyền Y. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình nhé.
Thầy chúc mừng những em có kết quả đúng. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 9. Bài 9. Sen hồng và sen xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn bò rùa. A. Dùng thước thẳng đo để biết quãng đường mỗi bạn sen phải bò. B. So sánh độ dài quãng đường mỗi bạn sen phải bò với một đề xi mét. Ở bài tập này, chúng ta dùng thước thẳng có vạch cm để đo quãng đường bạn sen hồng và bạn sen xanh bò từ nhà của mình đến nhà bạn bò rùa, rồi so sánh quãng đường mỗi bạn phải bò với một đề xi mét. Các em hãy bấm dừng video để làm bài tập. Khi nào làm xong, sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã làm xong rồi đúng không? Bây giờ thầy cùng các em sửa bài. Câu A. Quãng đường bạn sen hồng bò từ nhà mình đến nhà bạn bò rùa phải qua 3 đoạn. Đoạn 1, 2 cm. Đoạn 2, 3 cm. Đoạn 3, 8 cm. Vậy tổng quãng đường mà bạn sen hồng bò là 2 cm cộng 3 cm cộng 8 cm bằng 13 cm. Còn quãng đường bạn sen xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn bò rùa phải qua 2 đoạn. Đoạn 1 2 cm, đoạn 2 8 cm. Vậy tổng quãng đường bạn sen xanh bò là 2 cm cộng 8 cm bằng 10 cm. Câu B. Tổng quãng đường bạn sen hồng bò từ nhà mình đến nhà bạn bò rùa là 13 cm, lớn hơn 1 dm vì 1 dm bằng 10 cm. Còn tổng quãng đường bạn sen xanh bò từ nhà mình đến nhà bạn bò rùa là 10 cm bằng 1 dm. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Thầy chúc mừng những em có kết quả đúng. Bây giờ chúng ta sang bài tập cuối cùng. Bài 10. Có 4 bạn kiến chơi ngoài sân và 7 bạn kiến ở trong nhà. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn kiến? Nhiệm vụ chúng ta là đọc kỹ đề bài và chọn phép tính để điền vào ô trống và trả lời câu hỏi theo mẫu có sẵn. Các em hãy bấm dừng video để làm bài tập. Khi nào làm xong sẽ bấm tiếp theo nhé. Có lẽ các em đã làm xong rồi đúng không? Bây giờ thầy cùng các em sửa bài. Trong bài này người ta hỏi là có tất cả bao nhiêu bạn kiến vừa chơi ngoài sân và ở trong nhà. Ta làm phép tính cộng tương ứng với thao tác gộp. Vậy ta có phép tính 4 cộng 7 bằng 11. Trả lời có tất cả là 11 bạn kiến. Các em hãy kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Thầy chúc mừng những em có kết quả đúng. Qua tiết học này, nhằm giúp cho các em
củng cố lại cách cộng qua 10 trong phạm vi 20 bằng cách gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.